Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học bài 26 Phép nhân và phép chia phân số. Rồi, cụ thể trong video hôm nay các em sang phần bài tập. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống, cũng như là sách cánh diều, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài tập 6.27. Thay dấu chấm hỏi bằng số thích hợp. Chúng ta có một bảng như sau. Dòng thứ nhất là chúng ta có các giá trị của số A. Dòng thứ hai là các giá trị của số B. Dòng thứ ba là các em tìm tích A nhân B. Dòng cuối cùng là các em tìm thương A chia B. Rồi trước hết ta có A bằng 9 phần 25. A bằng 9 phần 25. B bằng 1. Vậy để tìm A nhân B. Để tìm A nhân B thì các em lấy A là 9 phần 25 này. Nhân với B tức là nhân với 1 này. Được chưa? Rồi ở bài trước thì các em đã được học tính chất của phép nhân rồi. Phân số A phần B mà nhân với 1 thì vẫn bằng A phần B. 9 phần 25 nhân với 1 thì vẫn bằng 9 phần 25. Được chưa? Rồi như vậy là A nhân B này là bằng 9 phần 25. A chia B, A là 9 phần 25 này, chia cho B tức là chia cho 1, chia cho 1. A phần B chia 1 thì vẫn bằng A phần B. 9 phần 25 chia 1 thì vẫn bằng 9 phần 25. Được chưa? Rồi như vậy chỗ này là các em điền là 9 phần 25. Các em sang cột tiếp theo. A bằng 12, B bằng trừ 9 phần 8. A nhân B thì các em lấy 12 nhân với trừ 9 phần 8. Được chưa? Nhân một số nguyên với một phân số. Ta lấy số nguyên nhân với tử số. Số nguyên nhân với tử số. Và giữ nguyên mẫu số. Mẫu số các em vẫn giữ nguyên là 8. Được chưa? Đến đây nếu các em nhân vào, thì sau khi nhân vào các em cũng phải rút gọn thôi. Như vậy chi bằng các em rút gọn luôn từ ngay bước này. Bằng cách là các em sẽ tìm ước chung lớn nhất của số 12 và số 8. Ước chung lớn nhất của số 12 và số 8 là bằng 4. Vậy các em sẽ chia số 12 và số 8. Các em cùng chia cho 4. Được chưa? Các em cùng chia cho 4. 12 chia 4 bằng 3. 3 nhân tiếp với âm 9 thì bằng âm 27. 8 chia 4 bằng 2. Các em thấy có nhanh hơn không? Các em nhân vào thì các em cũng phải rút gọn. Thì cuối cùng nó cũng bằng trừ 27 phần 2 thôi. Chi bằng là các em rút gọn ngay từ bước này. Rồi, như vậy là A nhân B ở cột này là bằng trừ 27 phần 2 này. Thế còn A chia B thì bằng bao nhiêu? A là 12. A là 12. Chia B tức là chia cho trừ 9 phần 8. Chia cho trừ 9 phần 8. Rồi. Các em sẽ lấy số bị chia.
kem nhân với phân số nghịch đảo của số chia. Phân số nghịch đảo của số chia là 8 phần trừ 9. Kem đổi vị trí của tử và mẫu cho nhau thôi. Phân số nghịch đảo của trừ 9 phần 8 là 8 phần trừ 9. Được chưa? Đến đây thì các em lấy số nguyên nhân với tử này. Mẫu giữ nguyên là âm 9 này. Và ở bước này, thì các em cũng rút gọn luôn. Các em tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Tức là các em tìm ước chung lớn nhất của 12 và 9 thôi. Các em bỏ dấu trừ đi. Tìm ước chung lớn nhất của 12 và 9. Ước chung lớn nhất của 12 và 9 nó là số 3. Vậy các em sẽ chia số 12 và số âm 9. Các em cùng chia cho 3. Được chưa? Các em cùng chia cho 3. 12 chia 3 bằng 4. 4 x 8 bằng 32. Âm 9 chia 3. Khác dấu thì thương âm. Bằng âm 3. Các em đã hình dung được chưa? Và dấu âm ở mẫu thì các em có thể đưa lên tử. Các em có thể đưa lên tử số. Các em có thể đưa phân số này về mẫu dương bằng cách là nhân cả tử và mẫu với âm 1. 32 nhân âm 1 thì bằng âm 32. Âm 3 nhân âm 1 thì bằng dương 3. Được chưa? Rồi. Sang cột cuối cùng này. A bằng âm 5 phần 6. B bằng 3. Vậy A nhân B tức là âm 5 phần 6. Nhân với B tức là nhân với 3. Rồi. Phép nhân một phân số với một số nguyên. Ta lấy tử số. Tử số nhân với số nguyên. Mẫu số là 6. Các em giữ nguyên. Đến đây thì các em cũng rút gọn luôn này. Cho thuận tiện. Ước chung lớn nhất của 3 và 6 là bằng bao nhiêu? Ước chung lớn nhất của 3 và 6 thì nó là 3. Như vậy là số 3 và số 6 này, các em cùng chia cho 3. 3 chia 3 bằng 1. Âm 5 nhân 1 bằng âm 5. 6 chia 3 bằng 2. Các em đã hình dung được chưa? Rồi như vậy là bằng âm 5 phần 2. Âm 5 phần 2. A nhân B bằng âm 5 phần 2. Vậy A chia B. A chia B thì các em lấy âm 5 phần 6. Chia cho B tức là các em chia cho 3 này. Các em chia như thế nào? Số 3 này thì các em có thể viết dưới dạng phân số là 3 phần 1. Được chưa? Chia một phân số cho một phân số. Ta lấy số bị chia là trừ 5 phần 6. Nhân với phân số nghịch đảo của số chia. Phân số nghịch đảo của 3 phần 1 chính là 1 phần 3. Được chưa? Muốn tìm phân số nghịch đảo thì các em chỉ việc đảo vị trí của tử và mẫu cho nhau. Đến đây thì các em lấy tử số nhân tử số. Âm 5 nhân 1. Mẫu số nhân mẫu số. 6 nhân 3. Âm 5 nhân 1 thì vẫn là bằng âm 5. 6 nhân 3 bằng 18. Rồi các em điền vào đây là âm 5 phần 18. Các em đã hình dung được chưa? Tiếp theo.
Tiếp theo em sang bài tập 6.28, tính câu E. 7/8 cộng với 7/8 chia 1/8 trừ 1/2. Rồi các em nhớ là khi biểu thức không có dấu ngoặc mà có phép cộng, phép chia, phép nhân, phép trừ thì các em nhớ là chúng ta sẽ nhân chia trước, cộng trừ sau. Biểu thức này có phép cộng, phép chia, phép trừ thì các em sẽ thực hiện phép chia trước. Phép chia trước tức là 7/8 các em chia cho 1/8 trước. Chia cho 1/8 thì các em nhân với phân số nghịch đảo của 1/8, tức là các em nhân với 8/1, được chưa? Sau đó để trừ đi 1/2. Rồi ở đây các em cứ thực hiện xong phép nhân trước đi đã. Ở đây các em nhân vào nè, tử nhân tử nè, 7 x 8 = 56 nè, mẫu nhân mẫu nè, 8 x 1 = 8 nè. Rồi có em thắc mắc là tại sao ở đây trên có 8, dưới có 8 mà thầy giáo không rút gọn luôn, thầy giáo còn nhân vào làm gì? Thì các em hiểu này, ở đây các em rút gọn xong thì đến bước này các em cũng cần phải quy đồng. Quy đồng thì các em nhân vào thì nó vẫn là 56/8. Vậy thì chúng ta rút gọn làm gì? Đúng không? Có phải đến đây là các em sẽ quy đồng mẫu số của ba phân số này không? Muốn quy đồng thì các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của 8 và 2. 8 chia hết cho 2. Cho nên bội chung nhỏ nhất của hai số này là bằng 8. Bội chung nhỏ nhất bằng 8 thì 7/8 các em không cần phải quy đồng này. 56/8 các em cũng không cần phải quy đồng này. Nếu ở trên mà các em rút gọn rồi thì đến bước này các em lại phải nhân lại. Đúng không? Các em lại phải nhân lại. Cho nên tốt nhất là các em cứ nhân vào trước đi. Thì đến đây là các em không cần phải nhân nữa. Các em chỉ cần quy đồng phân số 1/2 thôi. Lấy 8 chia 2 bằng 4. Vậy 1/2 thì các em sẽ nhân cả tử và mẫu với mấy? Với 4. Được chưa? 7/8 này cộng với 56/8 này trừ đi 1 x 4 = 4. Hai nhân bốn bằng 8. Đến đây thì các phân số đã cùng có mẫu là 8 rồi. Vậy tử số là 7 này cộng 56 này trừ 4. 7 cộng 56 trừ 4. Rồi mẫu là 8. Bảy cộng 56 trừ 4 bằng 59. Rồi mẫu là 8. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Câu B thì biểu thức này có phép cộng này, phép nhân. Vậy đầu tiên là các em sẽ thực hiện phép nhân trước. 6/11. Rồi các em thực hiện phép nhân trước nha. Em lấy tử số nhân tử số, mẫu nhân mẫu. Rồi đến đây thì các em rút gọn luôn nè, các em không cần phải nhân vào làm gì cho nó cồng cành ra, các em rút gọn luôn. Trên có 3, dưới có 3, ta lấy 3 chia 3 bằng 1. Rồi ở đây chúng ta nhận thấy là 22 chia cho 11 thì nó bằng 2. 22 chia 11 thì nó bằng 2. Số 22 này nó nằm ở vị trí của mẫu số.
Như vậy kết quả bằng 2, các em phải viết ở vị trí của mẫu. Tức là mẫu lúc này chỉ còn là 2 thôi. Còn tử số thì lúc này còn là 1. 3 chia 3 bằng 1 rồi. 22 chia 11 bằng 2 đây rồi. Như vậy tử số chỉ còn lại là 1. Bây giờ các em tìm bội chung nhỏ nhất của 11 và 2 để các em quy đồng mẫu số của hai phân số này. Bội chung nhỏ nhất của 11 và 2 là bằng 22. Lấy 22 chia 11 bằng 2. Vậy 6 phần 11 các em nhân cả tử và mẫu với 2. Tử nhân 2 và mẫu nhân 2. Tiếp theo này, 22 chia 2 bằng 11. Vậy 1 phần 2 các em sẽ nhân cả tử và mẫu với 11. Tử nhân 11 và mẫu nhân 11. Được chưa? 6 nhân 2 bằng 12. 11 nhân 2 bằng 22. 1 nhân 11 bằng 11. 2 nhân 11 bằng 22. Phép cộng hai phân số cùng mẫu. Ta lấy tử số cộng với tử số. Mẫu số giữ nguyên. Được chưa? 12 cộng 11 thì bằng 23. 23 phần 22. Rồi, tiếp theo là các em sang bài tập 6.29, tính một cách hợp lý. Trước hết là câu E. Tính một cách hợp lý tức là các em tính theo cách nào mà nó nhanh nhất, thuận tiện nhất. Ở đây chúng ta có nhận xét này. Hai tích này đều có một thừa số chung là 3/4. Chỗ này có 3/4, chỗ này có 3/4, chỗ này là dấu trừ. Thì nó giống như là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. A nhân B trừ C bằng A nhân B trừ A nhân C. Thì số A ở đây nó chính là phân số 3/4 này. Số B ở đây nó chính là 1/13. Và số C ở đây nó chính là 14/13. Các em đã hình dung được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích ngược lại theo chiều mũi tên. Đưa nó về dạng A nhân B trừ C. Tức là A ở đây là 3/4 này. Nhân với B trừ C. Tức là nhân với xanh trừ đi nâu này. Phân số xanh trừ đi phân số nâu. 1/13. Trừ đi 14/13. Được chưa? Bằng 3/4 này. Hai phân số này cùng mẫu này. Lấy tử số trừ đi tử số. Mẫu số là 13 giữ nguyên. Các em đã hình dung được chưa? 1 trừ 14 thì bằng 1 cộng với số đối của số 14. Số đối của 14 là -14. Vậy 1 trừ 14 thì bằng 1 cộng với -14. Ba phần tư này. 1 cộng với -14. Giữa số 1 và số 14 thì số 14 nó lớn hơn. Cho nên kết quả sẽ mang dấu của số lớn. Tức là kết quả sẽ mang dấu âm. Cách tính là lấy 14 trừ 1 bằng 13. Mẫu là 13. Rồi, trừ 13 chia cho 13 thì bằng -1. Các em nhân với -1. 3 nhân -1 bằng -3. Mẫu số là 4 để nguyên. Vậy là kết quả cuối cùng là bằng -3/4. Tiếp theo,
Các em sang câu B. 5 phần 13 nhân với trừ 3 phần 10 nhân với trừ 13 phần 5. Tính một cách hợp lý là các em tính như thế nào? À, tao có nhận xét này. 5 phần 13 mà nhân với trừ 13 phần 5 thì nó bằng bao nhiêu? 5 phần 13 nhân với trừ 13 phần 5 thì nó bằng âm 1. Đúng không? Chắc chắn là bằng âm 1. Vậy các em sẽ kết hợp hai phân số này lại với nhau. Và nhớ là trước khi kết hợp thì các em phải hoán đổi vị trí như thế nào để cho hai phân số này nó gần nhau. Gần nhau thì các em mới kết hợp được. Đúng không? Các em sẽ hoán đổi vị trí của trừ 3 phần 10 và trừ 13 phần 5. Các em hoán đổi vị trí của hai phân số này cho nhau. Để cho cái phân số trừ 13 phần 5 này nó gần với 5 phần 13. Được chưa? Phân số trừ 3 phần 10 các em đưa ra ngoài. Trừ 3 phần 10 các em đưa ra ngoài. Được chưa? Rồi hai phân số nó gần nhau rồi thì các em sẽ kết hợp lại. Hai phân số gần nhau rồi thì các em sẽ kết hợp lại, được chưa? Tử nhân tử này. Mẫu nhân mẫu này. Nhân với trừ 3 phần 10. Rồi. Bây giờ các em lấy 5 chia 5 thì bằng mấy? 5 chia 5 bằng 1. Trừ 13 chia 13 thì bằng âm 1. Vậy 1 nhân với âm 1 thì bằng âm 1. Âm 1 nhân với trừ 3 phần 10. Các em nhân tiếp này. Âm 1 nhân với âm 3 cùng dấu thì là tích dương bằng dương 3. Mẫu giữ nguyên là 10. Thì đây chính là kết quả cuối cùng. Bài tập 6.30. Mỗi buổi sáng, Nam thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc là 15 km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao nhiêu km? Bài toán yêu cầu các em tính quãng đường từ nhà Nam đến trường. Các em biết vận tốc là 15 km/h rồi. Thời gian là 20 phút rồi. Vậy muốn tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian. Các em biết là quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Được chưa? Muốn tính quãng đường các em lấy vận tốc nhân với thời gian. Nhưng các em lưu ý vận tốc và thời gian phải thống nhất đơn vị đo. Thống nhất đơn vị đo là như thế nào? Ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/h thì thời gian phải có đơn vị đo là giờ. Như vậy đầu tiên là các em phải đổi 20 phút ra giờ. Các em biết là 60 phút bằng 1 giờ. 20 phút thì bằng 20 phần 60 giờ. Các em rút gọn phân số này bằng cách chia cả tử và mẫu cho 20. Ước chung lớn nhất của tử và mẫu nó chính là số 20 này. 20 chia 20 bằng 1. 60 chia 20 bằng 3. 20 phút bằng 1 phần 3 giờ. Như vậy quãng đường từ nhà Nam đến trường dài là vận tốc nhân thời gian. Được chưa? 15 nhân 1 phần 3. Lấy 15 nhân với tử số. 15 nhân 1 bằng 15. Mẫu số là 3 giữ nguyên.
10 năm chia 3 thì bằng 5. 5 km. Vận tốc có đơn vị đo là km/h. Thì quãng đường tính được phải có đơn vị đo là km. Các em đã hình dung được chưa? Rồi, tiếp theo là các em sang bài tập 6.31. Một hình chữ nhật có chiều dài là 7/2 cm. Diện tích là 21/10 cm². Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Các em nhớ lại công thức tính diện tích của hình chữ nhật khi biết chiều rộng A và chiều dài B. A và B cùng đơn vị đo. Rồi, diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng chiều rộng nhân với chiều dài, tức là bằng A nhân B. A và B cùng đơn vị đo. Từ công thức này các em sẽ suy ra, muốn tìm chiều rộng của hình chữ nhật, tức là các em tìm A, thì các em sẽ lấy diện tích chia cho chiều dài. Các em đã hình dung được chưa? A là thừa số này, B là thừa số này, S là tích này. Muốn tìm A tức là tìm thừa số, các em lấy tích chia cho thừa số kia, tức là A bằng S chia cho B. Được chưa? Như vậy là chiều rộng của hình chữ nhật là, các em lấy diện tích chia cho chiều dài, diện tích là 21/10, chiều dài là 7/2. Ở đây các em lưu ý này, giữa diện tích và chiều dài phải thống nhất đơn vị đo. Có nghĩa là diện tích có đơn vị đo là cm vuông. Diện tích có đơn vị đo là cm vuông thì chiều dài phải có đơn vị đo là cm. Các em đã hình dung được chưa? Chia cho 7/2 thì các em sẽ nhân với 2/7. Rồi, đến đây thì các em sẽ rút gọn luôn. 21 chia 7, 21 chia 7 bằng 3. 21 chia 7 bằng 3. Số 21 này nó ở vị trí của tử số, thì 3 các em sẽ viết ở vị trí của tử số. 10 chia 2 bằng 5. Số 10 này nó nằm ở vị trí của mẫu, thì số 5 các em phải viết ở vị trí của mẫu. Được chưa? Như vậy là chiều rộng của hình chữ nhật là 3/5 cm. Rồi, tiếp theo là các em sang bài tập 6.32. Tìm x biết. Câu A. X nhân 7/2 bằng 7/9. Ở đây các em hiểu này, chúng ta có một đích, x là thừa số, 7/2 là thừa số, 7/9 là tích. Muốn tìm x tức là các em tìm thừa số. Thừa số bằng tích chia cho thừa số kia, đúng không? Như vậy x sẽ bằng, tích là 7/9 này. Các em chia cho thừa số kia tức là chia cho 7/2. Chia cho 7/2. 7/9 chia cho 7/2 thì các em sẽ lấy 7/9 nhân với nhân với 2/7. Được chưa? Rồi, tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Đến đây thì các em rút gọn luôn này. 7 chia 7 bằng 1. Tử số còn lại là 2, mẫu số còn lại là 9. Các em đã hình dung được chưa? X bằng 2/9. Vậy là x bằng 2/9 này. Tiếp theo các em sang câu B.
x chia 8 phần 5 bằng 5 phần 2. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có x là số bị chia, 8 phần 5 là số chia, và 5 phần 2 là thương. Muốn tìm x có nghĩa là các em tìm số bị chia. Số bị chia thì các em đã được học từ chương trình tiểu học rồi đúng không? Số bị chia bằng thương nhân số chia. X bằng thương là 5 phần 2 này. 5 phần 2. Các em nhân với số chia, tức là nhân với 8 phần 5. Nhân với 8 phần 5. Rồi. Tử nhân tử này. Mẫu nhân mẫu này. Đến đây thì các em rút gọn luôn nha. 5 chia 5 bằng 1. 8 chia 2 bằng 4. Được chưa? Vậy là x bằng 4. Kết luận là x bằng 4. Tiếp theo em sang bài tập 6.33. Lớp 6A có 1/3 số học sinh thích môn toán. Trong đó, số các học sinh thích môn toán có 1/2 số học sinh thích môn ngữ văn. Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả hai môn toán và ngữ văn. Thì các em sẽ hình dung bài toán là như sau. Lớp 6A có 1/3. 1/3 số học sinh thích môn toán. Trong 1/3 số học sinh này thì có 1/2. Có 1/2 số học sinh thích môn ngữ văn. Được chưa? Trong 1/3 số học sinh thích môn toán này thì có 1/2 số học sinh thích môn ngữ văn. Tức là 1/2 của 1/2 của 1/3. 1/2 của 1/3 là thích môn ngữ văn. Thì đây cũng là số học sinh thích cả hai môn luôn. 1/3 thích môn toán. Trong số này thì có 1/2 của 1/3 thích môn ngữ văn. Có nghĩa là 1/2 của 1/3 thích cả hai môn toán và ngữ văn. Bây giờ các em chỉ cần tìm 1/2 của 1/3 là được. Được chưa? Các em chỉ cần tìm 1/2 của 1/3 là được. Vậy chúng ta sẽ trả lời là số học sinh lớp 6A thích cả hai môn toán và ngữ văn bằng. Các em tìm 1/2 của 1/3. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó là 1/3 nhân với phân số, tức là nhân với 1/2. Muốn tìm 1/2 của 1/3, ta lấy 1/3 nhân 1/2. 1 nhân 1 bằng 1, 3 nhân 2 bằng 6. Số học sinh lớp 6A thích cả hai môn toán và ngữ văn bằng 1/6 số học sinh của cả lớp, tức là 1/6 số học sinh của lớp 6A. Thì các em có thể tưởng tượng là số học sinh của lớp 6A chia đều thành 6 phần bằng nhau. Thì số học sinh thích cả hai môn toán và ngữ văn chiếm 1 phần. Cả lớp chia đều thành 6 phần bằng nhau thì số học sinh thích cả hai môn toán và ngữ văn chiếm 1 phần. Các em đã hình dung được chưa? Rồi, như vậy là bài 26 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Rồi, đừng quên ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi, đây các em lưu ý là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học Toán Online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Xin chào và chúc các em học tốt.